Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube Thi Nguyễn. Trong clip này em xin thanh lý một vài mẫu đồng hồ treo tường. Tất cả đều là hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng. Em bao hoạt động hoàn hảo, giá bán chỉ từ 100.000 cho tới 500.000. Mình đã sô một cái đồng hồ nội địa Nhật để mình xem giờ hàng ngày, độ bền rất là cao. Hàng nội địa Nhật thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Giá bán rất là mềm nha. Như cái này nè, chỉ có 100.000 thôi, nhưng mà bộ máy là chuẩn xịn ra băng. Đây, máy in ra băng nha. Các bác tưởng tượng đi, mình mua cái đồng hồ này về, mình theo dõi giờ hàng ngày mà bộ máy chuẩn xịn ra băng như vậy chỉ có 100.000. Tính ra thì các bác cầm 100.000 mình chưa chắc gì mua được bộ máy chuẩn xịn ra băng gì nữa. Nên giá rất là mềm và giá rất là tốt. Do đây là hàng thanh lý, các bác vui lòng chuyển khoản đủ giúp em, sau đó nhận hàng vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện. Em không bao ship cho những sản phẩm thanh lý như vậy. Phí ship rất là mềm, chỉ từ 30.000 thôi nha. Và bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng mẫu đồng hồ cho các bác tham khảo. Các bác ưng ý mẫu đồng hồ nào thì vui lòng liên hệ số điện thoại cũng như là Zalo 0931008099. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc, chỉ cần các bác cho địa chỉ là bưu điện sẽ mang thẳng nhà cho mình. Đây là đồng hồ có mã số 1, giá bán là 100.000, bộ máy chuẩn xịn da băng. Size của đồng hồ là 26. Và đây là mặt sau của đồng hồ. Đây là đồng hồ có mã số 2, giá bán là 100.000, size của đồng hồ là 25. Bộ máy chuẩn xịn da băng đến từ thương hiệu Aichi Toke, một thương hiệu rất nổi tiếng chuyên sản xuất các mẫu đồng hồ nội địa Nhật. Đây là đồng hồ có mã số 3, giá bán là 100.000. Đây là đồng hồ có mã số 4, giá bán là 100.000, size của đồng hồ là 35. Đây là đồng hồ có mã số 5, giá bán là 150.000, size của đồng hồ là 25. Đây là đồng hồ có mã số 6, size của đồng hồ là 25, giá bán là 150.000. Bộ máy chuẩn xịn da băng, kim trôi. Đây là đồng hồ có mã số 7, giá bán là 150.000, size của đồng hồ là 26. Bộ máy chuẩn xịn da băng. Đây là đồng hồ có mã số 8, size 25, giá bán là 150.000. Đây là đồng hồ có mã số 9, size 31, giá bán là 150.000. Đây là đồng hồ có mã số 10, size 30, giá bán là 150.000. Đây là đồng hồ có mã số 11, size 30, giá bán là 150.000. Đây, bộ máy chuẩn xịn da băng mà máy lớn nữa, giá bán chỉ có 150.000. Nếu mà sau này các bác muốn tháo bộ máy này gắn vào đồng hồ khác vẫn ok nha. Giá rất là mềm, chưa tới giá của một bộ máy da băng như vậy nữa. Đây là đồng hồ có mã số 12, giá bán là 200.000, bộ máy da băng kim trôi. Giá rất là mềm luôn nha, chỉ có 200.000 thôi mà đã show một cái đồng hồ để mình treo tường, mình theo dõi giờ hàng ngày rồi. Đây là đồng hồ có mã số 13, đến từ thương hiệu Casio, size của đồng hồ là 29, giá bán là 200.000. Giá rất là mềm, chỉ có 200.000, mình đã sô một cái đồng hồ Casio, máy chuẩn xịn da băng để mình theo dõi giờ hàng ngày. Đây là đồng hồ có mã số 14, giá bán là 200.000, size của đồng hồ là 35. Bộ máy chuẩn xịn da băng, giá siêu mềm luôn nha, 200.000 thôi. Đây là đồng hồ có mã số 15, size của đồng hồ là 28, giá bán là 200.000. Đây là đồng hồ có mã số 16, cọc số nổi bằng kim loại bắt sáng rất là đẹp nha, giá bán chỉ có 200.000, size của đồng hồ là 26. Đây là đồng hồ có mã số 17, size 30, giá bán là 200.000. Đây là đồng hồ có mã số 18, giá bán là 300.000, size của đồng hồ là 32. Thiết kế rất là độc lạ, hình bánh xe treo lên tường, nhìn rất là đẹp và độc đáo. Đây là đồng hồ đến từ thương hiệu Casio, có mã số 19, size của đồng hồ là 33, giá bán là 300.000. Cọc số nổi, size khá to, treo lên tường rất là đẹp nha. Hộp có mã số 20, đến từ thương hiệu Casio, size của đồng hồ là 33, giá bán là 300.000. Và đây là mặt sau của đồng hồ. Tiếp theo, đây là đồng hồ có mã số 21, đến từ thương hiệu Casio, giá bán là 300.000, size của đồng hồ là 33, cọc số nổi. Quay gần cho các bác xem cọc số của đồng hồ này nha.
giá bán rất là mềm, chỉ có 300.000. Đây là đồng hồ có mã số 22, giá bán là 300.000, size của đồng hồ là 34. Đây là đồng hồ có mã số 23, giá bán là 400.000, chiều ngang là 22, chiều cao là 34, cọc số La Mã. Phía dưới này vị trí 6 giờ có hàng chữ da băng. Mẫu này treo lên tường rất là đẹp nha. Bộ máy của đồng hồ đến từ thương hiệu Aichi Toke, một thương hiệu rất nổi tiếng, chuyên sản xuất các dòng đồng hồ nội địa Nhật. Bộ máy chuẩn xịn da băng, giá bán là 400.000, giá rất là mềm để các bác treo tường và mình theo dõi giờ hàng ngày. Và tiếp theo, đây là đồng hồ có mã số 25, giá bán là 400.000, đến từ thương hiệu Citizen. Đồng hồ kim trôi, bộ máy chuẩn xịn da băng, size của đồng hồ là 29. Made in Japan, bộ máy chuẩn xịn đến từ thương hiệu Citizen, giá bán chỉ có 400.000. Và tiếp theo, đây là đồng hồ có mã số 26, đến từ thương hiệu Casio, size của đồng hồ là 33, giá bán là 400.000. Bộ máy chuyển xịn da băng, kim trôi, cọc số nổi, logo nổi. Đây, thương hiệu Casio và các cọc số đều nổi như vậy, rất là đẹp nha, giá bán chỉ có 400.000. Đây là đồng hồ có mã số 27, size của đồng hồ là 32, giá bán là 400.000. Trong cái mặt đồng hồ thì có hai nhân vật hoạt hình rất là nổi tiếng nè. Và đúng giờ thì nó sẽ reo chuông một lần, và chuông của nó rất là hay và nó đổi chuông liên tục nha. Mỗi giờ là một cái tiếng chuông khác nhau, giá bán chỉ có 400.000 thôi, rất rất là mềm luôn. Bây giờ em sẽ quay cận cảnh của cái mặt đồng hồ cho các bác tham khảo nè. Và đây là mặt sau của đồng hồ, cái lò rất là lớn luôn nha, nên tiếng chuông phát ra rất là hay và rất là to. Đây là đồng hồ có mã số 28, size của đồng hồ là 29, giá bán là 400.000, đến từ thương hiệu Seiko, bộ máy chuyển xịn da băng, kim trôi. Ngay vị trí 6 giờ nó có ghi chữ da băng. Mặt bát giác rất là đẹp nha, giá bán rất là mềm, chỉ có 400.000 thôi. Đây, bộ máy chuyển xịn da băng, đồng hồ sử dụng pin tiểu. Đây là đồng hồ treo tường có mã số 29, giá bán là 400.000, size của đồng hồ là 24. Cái mặt đồng hồ nó làm hai tầng, phía trên là nguyên một miếng kim loại có hình bản đồ. Và cái kim dây á là hình một chiếc máy bay, bay đi khắp nơi trên thế giới như vậy. Còn vỏ ngoài nó có một màu xanh cẩm thạch rất là đẹp. Bộ máy chuẩn xịn da băng. Và đây là tổng thể mặt sau của đồng hồ. Đây là đồng hồ có mã số 24, giá bán là 400.000, size của đồng hồ là 34cm, đến từ thương hiệu Citizen. Ngay vị trí 6 giờ có chữ da băng. Và ở đây là logo nổi. Logo nổi mạ vàng, có hình con đại bàng. Phía trên là dương miệng hoàng gia như vậy, rất là đẹp nha. Nhìn logo rất là xịn sò, đến từ thương hiệu Citizen, giá bán là 400.000. Đây là đồng hồ có mã số 30, size có đồng hồ là 35, giá bán là 400.000. Đây là đồng hồ có mã số 31, giá bán là 400.000, size có đồng hồ là 31. Đây là đồng hồ có mã số 32, đến từ thương hiệu Seiko, size có đồng hồ là 30, giá bán là 500.000. Mặt kính của đồng hồ lên tới 6 ly nha, rất là xịn, đến từ hãng Seiko, các bác nhận được cái đồng hồ này ưng ý ngay. Chất lượng và xịn sò. Và đây là mặt sau của đồng hồ nè. Các bác thấy bộ máy của đồng hồ không? Rất là lớn và rất là xịn luôn, đến từ thương hiệu Seiko. Và tiếp theo, đây là đồng hồ có mã số 33, đến từ thương hiệu Seiko, bộ máy chuyển xịn da băng. Đồng hồ kim trôi, giá bán là 500.000, size của đồng hồ là 28cm. Thiết kế rất là đẹp, hoa văn xung quanh đồng hồ nè, mình nhìn vào á, giống như là cẩm thạch gì đó, rất là đẹp luôn nha. Bộ máy chỉnh xịn da băng nha, đây là cái nắp cậy của nó nè. Tổng thể mặt sau của đồng hồ. Đây là đồng hồ có mã số 34, giá bán là 500.000, size khá to, size 35cm. Bộ máy chỉnh xịn Made in Japan, sử dụng pin tiểu. Và đây là tổng thể mặt sau của đồng hồ. Và đây là đồng hồ có mã số 35, đến từ thương hiệu Casio, size của đồng hồ là 35cm, giá bán là 500.000. Mẫu này rất là xịn luôn nha, cầm lên tay là ưng ý ngay, đến từ thương hiệu Casio, size khá to. Và bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo nè. Phía trên đó làm nè, rồi
cặp lơ là xịn sò chất lượng vô cùng. Đây là tổng thể mặt sau của đồng hồ.